Booking.com vừa công bố bảng xếp hạng 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam, một hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng Traveler Review Award 2024. Theo đó, Đà Lạt Lâm Đồng được bình chọn là một trong 10 điểm đến thân thiện nhất của Việt Nam trong năm 2024. Theo bình chọn của Booking.com, trong 10 điểm đến thân thiện nhất Việt Nam cùng với Đà Lạt là các địa phương như Ninh Bình, Phong Nha của Quảng Bình, Hội An, Quảng Nam, Cao Bằng, Phú Quốc, Hà Giang, Hạ Long của Quảng Ninh, Tuy Hòa, Phú Yên, Nha Trang, Khánh Hòa. Trong đó đứng đầu danh sách là Hội An, thành phố nổi tiếng của Quảng Nam, nơi có phố cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999, tiếp sau là Phong Nha của Quảng Bình. Traveler Review Awards là giải thưởng thường niên được Booking.com tổ chức 12 năm qua. Tiêu chí xếp hạng các điểm đến dựa trên các trải nghiệm du lịch đáng nhớ, phong cảnh đẹp, xứng đáng là lựa chọn hàng đầu khi đi du lịch, cùng thái độ hiếu khách, số lượng cơ sở lưu trú được Booking.com chứng nhận là thân thiện. Các bảng xếp loại trong giải thưởng này dựa trên 309 triệu lượt đánh giá xác thực từ các chuyên gia và du khách.